Rồi sao mò thêm nước nữa hay về được rồi? Nữa cái gì? Nữa hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngay cục cá luôn hả? Nè mọi người, tụi nó cứ bay, cứ thoải mái mà bay xuống. À, mà khi mà bắt được những cái con cá, cầm trên tay những cái con cá chốt mà nhờ to tướng như thế này, nhìn đã lắm mọi người ạ. À. Đó, nhìn phê luôn. Không biết thì khi mà anh chạm được những con cá này ở dưới thì như thế nào. Cứ đụng mà ở dưới này cứ mình không, bây giờ không dám lấy tay đâu xuống đụng. Ở dưới này rất là nhiều cá và tôm như thế này nè. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay đi theo anh Hiếu để mò cá chốt, với lại anh mới vừa mua được một cái vợt hả anh Hiếu, để đi vớt mấy con bung bung dẹm cờ, để ngày mai thì mấy anh em có một cái chuyến video clip hành trình lên Sài Gòn thăm nhà Phong Bụi. Rồi đây là món quà luôn anh Hiếu ha. Lên biếu cho Phong Bụi ốc gạo rồi. Rồi sao mình bảo quản mấy con cá được? Cá mua thùng mút nước đá, mình bỏ tủ đông đi, mơ bỏ mua thùng mút nhỏ. Dạ. Cái vợt anh mới mua nè, anh nói là lặn một hơi là mười mấy ký hả anh? Cái vợt này bao nhiêu tiền một cây? 37 ngàn hả? Ô rẻ ta. Mình sử dụng được bao nhiêu lần? 5-6 tháng hả? Mình mò ở đâu anh? Hôm nay mò ở đâu? Bình Cồn hả? Dạ. Đi thôi. Rồi hôm nay có sóng lên mà mỗi lần mà nếu chạy nhanh thì nước nó tràn lên cái mạng xuồng như thế kia kìa. Ở ngoài đó là ghe cào, còn đây là dụng cụ bắt cá, đây là lợp, đằng kia là vớt. Hôm nay quên lấy bình hơi hả anh Hiếu? Quên rồi, tại mình tính đi mò mới cá cho bạn, đem lên biếu bạn thôi, đâu có mò lâu đâu. Vì máy mới chạy cũng hơi ổn định nè. Dạ. Thôi lần sau đi chỗ ấy mình mò lâu lâu, mình đem bình hơi cho nó an toàn. Ừ. Tại mình mò ở đây nó dùng, mấy cái dùng nó hơi cạn, cũng khỏi cần bình hơi. Dạ. Thì có nhiều bạn nói là đeo kính, coi clip chưa hết thì nói mua cái anh Hiếu cái kính này. Anh Hiếu đã nhiều lần nói là không cần đeo kính, tại vì đeo cũng không thấy. Có nhiều bạn nói là nên đặt cái máy quay cho anh Hiếu, nước này đục, ở dưới nước này thì nguồn nước này thì không có ánh sáng, nên đặt máy quay, cho dù có đặt máy quay thì cũng không thấy, vì lần trước bạn Phong Bụi đã có đặt máy quay rồi. Đây máy là cái gọc. Là tháng Tết, tháng 2, tháng Giêng rồi đó, tháng nước trong á. À. Đặt mới thấy đường thôi, lúc này là nước đổ trên thượng nguồn xuống, nó đổ ao. À, nước bạc mà, nước này nó có phù sa nhiều, có đất ở trong đó đó. Giờ mình hành trình mình lặn cục tôm rồi đi. Lặn trước tiên là mình lặn tôm nha. Cục tôm này, cái này cái ngay cục tôm. Cái con cống đằng kia nước chảy xiết ghê á. Và cũng có cá là ô nhiễm. Dạ. Nó bị gì ạ? Nhớt hả? Trời ơi. Nhớt mà nó gan vậy đó hả? Cho mọi người thấy ở đây là anh Hiếu rộng không nè. Ở dưới này là cái khoang này là khoang đục nên không có cá tôm gì ở đây hết. Chỉ ngoài cái vợt này nè, mình vớt lên cho các bạn xem luôn nè. Đó. Đây luôn nè. Đó, bây giờ anh Hiếu nói chỗ này là tôm nhiều lắm nên mò tôm trước, sau đó mò dẹm cờ. Ốc gạo. Dạ. Đây bắt đủ món hết. Đang mớ lên biếu bạn. Chơi tình nghĩa mà. Hả?
Khi mà anh Hiếu lặn xuống thì bùi hồ sẽ tắt máy, khi nào mà anh Hiếu lên á thì bùi hồ sẽ quay nha. Lý do là anh Hiếu cũng là lặn khá rất là nhiều lần và bùi hồ đã quay cho cô bác quý anh chị xem rồi. Lại gần ngay cái cống nó nước chảy ghê lắm, mà anh hình như chắc có một cái trụ bám nên thành thử là anh không bị cuốn ra đây. Nói nước này đó nó cạn thì sao á? Ủa sao đứng cạn vậy anh? Nó bị bơm cát nữa, cạn nhiều. Kiếm chỗ khác nha. Đi lại chỗ khác. Hôm trước là nó có vậy không? Mới đi thôi. Nếu lặn xuống luôn rồi, chỗ kia không có nên chỗ này anh Hiếu lặn xuống luôn rồi. Ở đây chỗ này nó cũng mát nhưng mà vị trí khác. Tại nãy chỗ kia là cạn quá. Có cái hơi của anh Hiếu đó mọi người. Lên sớm mà anh không có hả? Đây còn cái kia, đây là thử có không, được con nào không? Chắc được ít hả? Cục ở đây ít hả? Đựng con. Ủa sao anh bỏ anh đó? Đợt lặn thứ 2 của anh Hiếu đó mọi người. Thì lặn đầu tiên anh Hiếu lặn chỉ có một con thôi. Anh nói ít cá đừng nên quay, nhưng mà bùi hồ quay cho cô bác quý anh chị xem. Không phải lặn lúc nào cũng nhiều cá, chỉ canh theo con nước nè, canh theo bến đổ nè, thì anh mới lặn được nhiều thôi. Và đợt lặn thứ 2 này anh cũng đã lặn khá là lâu rồi, không biết cái thành quả như thế nào, mong là sẽ nhiều cá nha. Tôm mấy con? Nhiều không? Đây nè, kéo con nè. Vậy hả? Lát mình xúc ốc lên nha. Tức lặn giờ này xúc mà nó xúc ốc kìa. Ừ. Được chụp con không? Okay. Trời ơi. Ôi. 2 con, 4 con, 6 con, 7 con. Bỏ qua đây nha mọi người. 1 con nè. 2 con nè. Để nó ốc dữ vậy. 3 con nè. Giờ tôi xúc ốc. Rất là kẹo. Ê. 4 con nè. 5 con nè. 6 con. Bắt cá tư, bắt cá, đừng bắt cá. Con nó bự ghê. Cầm nguyên cái càng đó. Ôi bắt tôm bắt ở trên khô bắt còn không được nữa kìa. Gạch thí ra. Trời ơi. Cầm ở trên cái càng á. Đẩy cái càng ra. Đẩy cái càng. Kẹp vô cái đó. Rồi đó. Rồi gạch mạnh ra. Rồi gạch mạnh ra đi, không sao. Trời trời trời. Cái đó. Coi coi xích lò xo ra luôn rồi. Dạ gắn lò xo vào lại giùm anh với. Bây giờ tới ốc. Trời ơi, muốn bắt ốc là ốc, muốn bắt cá là cá, muốn bắt tôm là tôm. Tính ra thì cái con sông Tiền này cũng nuôi sống rất là nhiều người, sống cặp theo con sông và theo cái dòng nước này. Mỗi người thì mỗi nghề khác nhau, nhưng chung quy của họ đều mưu sinh trong cuộc sống với những cái tài khả năng đặc biệt của mình, cũng như là những cái công cụ đánh bắt. Nhiều không anh? Trời 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 trời. Để cho Hiếu dạo. Ê, gân.
Rất cá nhiều không anh? Trời ơi. Nặng lắm không dạ? Nặng. Chục ký. Hơn chục ký, hơn chục ký hả? Để Phong đem lên trển luộc cho nó ăn đã luôn. Rồi để bỏ hàng ngoài đó. Trời. Một hơi. Trời ơi. Hơi nữa không? Không, đậu rồi, ăn rồi hết. Hơi nữa không? Yên hơi một à. Anh yêu. Thôi đi cho người ta ăn với. Anh chào anh. Tôm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Một xuồng ốc. Một hơi một. Cái con ốc bọ nhỏ như thế này mình nên thả nó đi. Ồ, ốc nhiều quá luôn. Ốc lựa bỏ ra ngoài xong lại bớt ha. Dạ cưng có khi nào. Cưng có khi nào con gặp ốc nhiều vậy chưa dạ? Trời ơi. Đã luôn. Ở trên sông như thế này vui vui quá anh. Việc mà xin với nhau một cái ca nước như thế này đã ghê nè. Uống ơi, không uống hả? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chút xíu nữa qua anh chơi chứ. Này tiếp theo là anh một tôm mọi người. Ô anh lên rồi. Câu quen thuộc nhiều không anh? Đã đỡ. Tôm với cá là chỉ tôm thôi. Lên hay anh mò nữa hả? Hay anh lên lần kia? Trời trời trời. Mùa dữ thiệt luôn á. Bây giờ thả đâu nếu? Bên kia bên đây? Kiều lắm luôn. Rồi đi mò tiếp theo thôi. Mà gõ nhất là cái khoang đục đó phải không anh Hiếu? Chuẩn bị mò đợt thứ 5. Nếu lên nữa rồi. Dạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Ôi vậy hả? Này được rộng không? Trời ơi. Nay đi theo đã luôn á. Trời. Trời ơi. Cá này mà đem lên Sài Gòn Phong gặp phái lắm luôn á. Trời ơi. Dính dày không dính dày đây này, dính dữ luôn á mọi người. Cái này 2 ký không anh? Phong ơi là Phong. Hay à. Nặng lắm. Hôm nay đi có chiến lợi phẩm ha nếu. Hơn nữa hả? Quá nhiều luôn. Đổ ra. Chưa đã anh đổ ra. Cái đợt này thì mình gọng ở đây thôi, còn nếu như mà mò về nhà thì không gọng ở đây anh hiểu. Rồi xong. Đã không?
vui ghê á. Này mà không dám thọt tay xuống luôn anh Hiếu, tại quá nhiều cá. Trời ơi, đố mọi người đây là con cá gì? Đây là con cá gì da? Con cá chốt hay là con cá tra? Ôi vui quá mọi người ơi. Mới thì trúng được ngay cái ụ cá anh Hiếu. Đây dài dưới là cá luôn. Đây dài dưới cục cá luôn hả? Mình dự định mình đem lên Sài Gòn khoảng bao nhiêu ký cá? Thôi anh em ăn cá. Rồi bây giờ mình tiếp tục hành trình của mình nha. Rồi đừng bơi nhanh quá. Trôi trôi thôi. Đã trôi thôi. Đó là những cái ghe cào điện đó cô bác quý anh chị. Những người mà lặn như nếu như thế này thì gặp những cái chiếc ghe cào điện đó rất là sợ. Và khi mà những cái chiếc ghe cào điện này gặp công an đường thủy đó, thì họ rất là sợ luôn. Tại vì đây là một cái phương pháp mà đánh bắt gọi là phi pháp nè. Họ sử dụng những cái luồng điện như thế đó. Đánh bắt ở trên sông thì sẽ làm cạn kiệt cái nguồn thủy sản ở trên sông này. Mà khi mà bắt được những cái con cá, cầm trên tay những cái con cá chốt mà nhờ to tướng như thế này, nhìn đã lắm mọi người ạ. Đó, nhìn phê luôn. Không biết thì khi mà anh chạm được những con cá này ở dưới thì như thế nào. Cứ đụng mà ở dưới này cứ mình không, bây giờ không dám lấy tay đâu xuống đụng. Ở dưới này rất là nhiều cá và tôm như thế này nè. Đó, bây giờ tại vì lúc nãy thì mò cũng nhiều lắm. Mò nào cá nào tôm nè. Trời 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 con. Ơi ơi. Đây nè. Ôi ôi trời. Đã ghê. Nhìn đi gan là một cái con cá tra luôn á. Nó lớn á. Lên rồi. Mỗi lần thấy tim một ngục lớn lớn là thấy lên rồi đó. Đợt này nhiều không? Nhiều không anh? Rồi sao mò thêm nước nữa hay về được rồi? Nữa cái gì? Nữa hả? Trời ơi. Trời ơi. Ngay cục cá luôn hả? Nè mọi người. Tôi nói cứ bay, cứ thoải mái mà bay xuống. Một cọng gì là 2 kg không anh Hiếu? Hả? Quá dữ anh Hiếu ơi. Nhiều ghê luôn á. Bây giờ cái khoang toàn là cá không á. Anh Hiếu nói bữa nay là lên cho Sài Gòn ăn ngán thôi mà. Lặn gì mệt không anh Hiếu? Khát nước không? Rồi tiếp tục. Mới có nãy giờ mới có 2 hơi cá mà anh lặn nhiều đó. Nói vậy chứ cũng mệt lắm chứ bộ. Trời ơi bây giờ giờ mình thấy cái khoang nè. Toàn là cá không? Trời. Nào mọi người. Trời ơi, các anh em nó tụ họp nhau nè. Các anh em cá nó tụ hợp nhau đã ghê. Lại bắt nước mát. Lại ngay chỗ mấy cái khoang hả? Bây giờ em không dám thọt tay xuống dưới này á. Nhiều quá. Ốc là lửa biết nào cả. Cỡ một khoang cá và một khoang ốc. Trời ơi, hôm nay chuẩn bị chu đáo lên Sài Gòn quá. 2, 3. Mỗi lần anh lặn như khoảng tầm mười mấy, khoảng 15 đến 30 phút. Anh lâu lên quá nên Bùi Hồ phải tắt máy đợi anh. Và mỗi lần anh mà gần có dấu hiệu lên đó thì Bùi Hồ mới kịp bấm máy lại để quay cho mọi người xem. Đợt này nhiều dữ không? Bây giờ ta ở dưới này cái khoang này á, em không dám thọt cái tay xuống luôn á. Đầy gọng nữa hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi trời. Để em coi con này coi. Con này dữ thiệt. Mà không dám bắt luôn á.
có tin rằng con cá này là con cá chốt không dạ? Cưng đó giờ cưng gặp con cá này chưa? Hả? Ồ, đã ghê luôn á. Thả xuống đó. Con nào con nấy anh Hiếu nói rõ ràng luôn, y gan là con cá lăn luôn, lăn luôn á. Bây giờ mọi người thấy chưa, lúc nãy Bùi Hồ quay thì khoang nó không có cá. Còn bây giờ thì mình thấy nè, toàn là một cái khoang toàn là những cái gâu á. Gâu của cá chốt nó đưa lên á, và anh nói là con cá chốt gì đâu mà nó như con cá lăng. Nhìn đã quá anh Hiếu ơi. Không rồi nha. Thôi Bùi Hồ với lại anh Hiếu xin chào tất cả mọi người nha. Và bây giờ hành trình mấy anh em sẽ đi về thôi. Rất là vui khi gặp được một con cá chốt nó to hơn cả bàn tay mình luôn á. Con cá chốt này đâu có 300g mọi người, nhìn đã lắm không. Chào nha. Đây gọi là chương sống. Một người chạy một người tát, thấy nguy hiểm thì không vậy mà ta nói mình dằn dựng không à. Rồi đẩy lại. Rồi chạy đi nhé, chạy đi chạy đi. Ta thấy cái cảnh này quen quen nè. Ở đây có chỉ ba anh em thôi gia đình. Chỉ có ba người giữa sông đó. Chỉ có ba anh em thôi. Bây giờ chạy đi. Nhìn mấy con cá chốt lội, nhìn mấy cái cọng gâu nó nhìn đẹp ghê á. Tụi nó lội dưới này nhóc nè. Với anh Hiếu ghê, anh Hiếu bắt chút xíu nghe em nó giác lên giác không nổi. Còn nhiều không dạ? Khoảng mấy ký dạ? 5 ký hơn. Đâu? 5 ký hơn. Ừ. Đâu dở lên đây.